chưa? Dài. Cái lô là nhỏ nè phải không? Đúng rồi, lô nhỏ mà nó cũng dữ nha. Đâu 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 kéo xuống để nó xuống. Nó có đồ giật nè. Đó. À, có cái đồ xuống. Bao nhiêu? Khoảng lít mấy hả? Lít 4, lít 6 gì đó. Nửa trái dưa, 4 trái táo xanh, 2 trái táo đỏ. Thơm. Ngon cơm phải không?